Bộ Công an mới đưa ra cảnh báo về một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo trộm cắp và chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành Android. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh thành phố như là Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk bị các đối tượng trộm cắp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. phần mềm gián điệp này được các đối tượng ngụy tạo giả danh ứng dụng điện thoại mang tên bộ công an thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng công nghệ voip tạo lập các số điện thoại ảo giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật thông báo cho bị hại đang bị điều tra nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành android sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên bộ công an theo hướng dẫn của các đối tượng nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên app giả mạo này như tên đăng nhập mật khẩu tài khoản ngân hàng họ tên số chứng minh nhân dân căn cước công dân các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý nguy hiểm hơn các đối tượng còn có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa mà chủ điện thoại không hề hay, hay biết bộ công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng tuyệt đối không truy cập các đường link không chính thống không cài đặt các phần mềm ứng dụng từ các nguồn không chính thống